Thưa quý vị, với phương châm tích tiểu thành đại gắn với tinh thần tương thân tương ái, từ khi mô hình hũ gạo tình thương của các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng được triển khai đã giúp đỡ hỗ trợ được cho rất nhiều trường hợp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên và đỡ đầu cho trẻ mồ côi, học sinh nghèo hiếu học được tiếp sức đến trường. Tại chi hội 4B phường Hòa Hải, mô hình hũ gạo tình thương vừa được triển khai đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia. Mỗi gia đình có một hũ gạo tiết kiệm. Hàng tuần, cán bộ chi hội sẽ đến từng nhà nhận và những phần gạo tình thương được trao cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ đơn thân khó khăn đau ốm trên địa bàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên mô hình này đang ngày càng lan tỏa những ý nghĩa tích cực. Hũ gạo tình thương này tôi thấy có một ý nghĩa rất là quan trọng. Nó sẽ tạo cái tâm tư tình cảm của chị em đối với những người mà neo đơn. Khi mình đến họ rất là vui vẻ và tạo vơi cái nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày và tạo cái điều kiện để cho họ có cái khởi sắc cuộc sống để mà vươn lên. Đều đặn hàng tháng, các hội viên, nhà hảo tâm, ai có gạo thì ủng hộ gạo, ai có tiền thì ủng hộ tiền tùy theo tấm lòng của mỗi người. Ngoài mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp còn vận động chị em thành lập nhiều mô hình an sinh thiết thực khác, như nuôi heo đất, góp vốn quay vòng, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Có thực hiện các hũ gạo tình thương. Tuy nhiên thì các cô hiện nay lúc đầu là dự là 5 lấy 10 kg một hộ gia đình thì 6 tháng, lúc đầu là 6 tháng. Tuy nhiên thì cái gạo mà để 6 tháng thì nó không có được ngon. Thì các cô chị là làm 3 tháng một lần. Và ngồi cái việc mà 3 tháng một lần thì các cô chị vận động thêm mạnh thường quân để mà mua thêm gạo để hỗ trợ thêm cho các hội viên phụ nữ. Có thể nói hũ gạo tình thương tuy không mang nhiều về giá trị vật chất, nhưng là mô hình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sự phát triển và lan tỏa của mô hình đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dành cho những người khó khăn, yếu thế. Chung tay cùng với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.